Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng. Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình. Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mark Home. Mark Home, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kiến trúc sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mark Home có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mark Home vào công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mark Home đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mark Home đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng nước Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mark Home. Xin chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Ngọc Huyền sẽ được đồng hành cùng với quý vị đến ghé thăm các công trình thực tế do Mark Home của chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói. Và hôm nay thì Ngọc Huyền sẽ dẫn quý vị đến ghé thăm công trình kiến trúc của gia đình nhà chú Thanh có địa chỉ tại Gia Lộc, Hải Dương. Và hiện tại thì Ngọc Huyền đã có mặt tại cái khu vực là chân công trình rồi ạ. Đây thì chính là cái hệ thống cổng và tường bao phía ngoài của công trình. Thì quý vị có thể thấy là cái phần cổng này nó rất là cao đúng không ạ? Hai cái hệ thống cột trụ cổng này thì được thiết kế rất là vuông vức này. Và ở đây thì sẽ được sơn nhá bằng cái chất liệu là giả đá. Ở đây thì sẽ có hệ thống cổng được làm bằng chất liệu đó chính là inox 304. Còn toàn bộ cái hệ thống tường bao như thế này ạ thì sẽ được sử dụng là những con tiện bê tông, sau đó thì được sơn trắng làm sao để có thể đồng nhất với lại ngôi nhà chính ở phía bên trong. Và ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng vào phía bên trong để khám phá công trình nhá. Quý vị thân mến, và bước vào phía bên trong này thì là một cái khoảng sân vô cùng rộng rãi ạ. Và theo gia chủ chúng tôi có tiết lộ thì cái tổng cái diện tích đất của cái khuôn viên nhà này thì rơi vào khoảng tầm là gần 200 m². Ở phía bên này thì gia chủ chúng tôi có thiết kế này để cái khu vực sân ướt này để chúng ta có thể là thoải mái tưới cây này. Và bên cạnh đó thì khi nào mà gia đình ở nhà chúng ta có tiệc tùng ấy thì có thể là có thêm một cái nơi để chúng ta có thể để chế biến đồ ăn. Còn ở phía bên này ạ thì gia chủ chúng tôi thì có một cái khoảng vườn, nho nhỏ này để có thể là trồng rau này, trồng cây ăn quả này. Cũng như là gia chủ thì cũng rất là khéo léo khi mà bố trí xung quanh ạ, rất là nhiều những cái chậu cây như thế này đấy, để cho ngôi nhà của chúng ta trở nên hòa nhập với thiên nhiên nhiều hơn. Toàn bộ phần sân phía trước này thì sẽ được lát bằng chất liệu là gạch chống trơn để có thể đảm bảo được an toàn an ninh cho mọi người. Còn đây thì chính là cái khu vực công trình chính của chúng ta. Ở công trình này thì quý vị có thể nhìn thấy là nó sẽ được nổi bật lên bằng cái phong cách hiện đại cùng với lại cái hệ mái bằng ở phía trên. Công trình này thì sẽ được thiết kế 2 tầng và theo một cái phong cách đó chính là cái nhà hình chữ L như thế này ạ. Đấy. Và với một cái khuôn viên nhà hình chữ L thì chúng ta có thể này tận dụng này cái phần góc của hình chữ L ấy đấy, để tạo thành một cái khoảng sân phía trước này vô cùng rộng rãi này để gia đình có thể là thoải mái vui chơi sinh hoạt cũng như là để xe. Công trình của chúng ta thì sẽ có chiều cao tính từ cốt sân lên đỉnh mái thì sẽ là 10,7 m. Trong khi đó chiều cao thông thủy của khu vực tầng 1 thì sẽ là 3,6 m, chiều cao thông thủy của tầng 2 là 3,5 m, và chiều cái cao của cái phần tầng tung ở phía bên trên ạ thì đó chính là 2,8 m ạ. Ở công trình này thì sẽ được pha trộn này, kiếm được cái màu sắc sơn vô cùng hài hòa với lại hai màu chính á, đó chính là màu trắng và màu xanh ghi làm chủ đạo. Và bên cạnh đó nhé, để tạo điểm nhấn cho công trình hơn thì quý vị có thể nhìn thấy á, một số cái phần mảng tường này, ví dụ như là ở phần phía dưới cửa sổ này đấy, thì chúng tôi sẽ ốp bằng cái chất liệu đó chính là cái gạch thẻ. Còn về phần cái phần mà phía dưới này thì cũng sẽ được ốp bằng cái chất liệu là gạch thẻ nhá, để có thể là màu xám ghi này, để cho công trình của chúng ta thêm cái phần nổi bật và khỏe khoắn hơn. Và toàn bộ cái phần mặt tiền phía trước này ạ, của cái phần khu vực sảnh này thì sẽ ốp bằng cái chất liệu là gạch granite màu đen. Hai hệ thống cột trụ thì rất là vuông vức như thế này ạ.
Đây. Nó nổi bật lên cái phong cách hiện đại và quý vị có thấy không ạ? Nó mang một phong cách rất là Mark Home đấy ạ. Ở phía bên ngoài thì sẽ là sơn màu trắng này. Bên trong ạ thì sẽ có những đường kẻ chỉ âm tường màu xanh ghi như thế này. Đấy. Công trình vô cùng chắc chắn đúng không ạ? Và ở đây thì ngôi nhà hình chữ L mà, cho nên là phía bên này thì sẽ chính là cái hệ thống cửa chính. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống cửa nữa. Cửa phía bên này thì sẽ đi thông vào cái khu vực đó chính là cái phòng ngủ của gia đình. Toàn bộ hệ thống phần cửa chính này ở dưới cũng như là phần hệ thống cửa ở phía dưới tầng 1 ạ thì sẽ được làm bằng chất liệu đó chính là cái gỗ lim Nam Phi. Đây quý vị có thể thấy ạ. Đây. Đóng ra mở vào vô cùng chắc chắn đây. Ở đây thì đục đẽo rất là nhiều những họa tiết hoa văn trang trí này nằm nổi bật trên phần cửa của chúng ta. Đấy. Phía bên trên nữa thì cũng sẽ có thêm cái hệ pano kính nữa chạy dọc, vừa có tác dụng là trang trí cho cửa mà bên cạnh đó thì nó sẽ tạo một điểm nhấn ấn tượng giúp vào ngôi nhà sẽ thêm thông thoáng hơn. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta bước vào bên trong để khám phá nội thất công trình nhé. Quý vị thân mến, trước khi mà chúng ta vào bên trong để khám phá toàn bộ nội thất bên trong thì tôi muốn giới thiệu cho quý vị ở ngay phần cửa này thôi, nhưng phía mặt trong của hệ thống cửa này nhá, gia chủ của chúng tôi thì đã rất là khéo léo khi mà tận dụng này hai cái bề mặt hai bên ở phần cửa này đó, thiết kế những cái hộc như thế này để chúng ta có thể để được rất là nhiều những đồ decor trang trí. Ở đây này là một cái bình được làm bằng gỗ này, bên trên này sẽ là bình được làm bằng gốm sứ này, đấy, bên này cũng thế ạ. Thì khi mà chúng ta vào đây chúng ta có thể nhìn thấy là một cái sự rất là tinh tế và sự chăm chút cho ngôi nhà của gia chủ đúng không ạ? Còn đây thì chính là cái khu vực phòng khách của chúng ta. Phòng khách này sẽ có diện tích là 15,5m2 ạ. Trong không gian này thì gia chủ chúng tôi này có đặt một cái bộ bàn ghế được làm bằng chất liệu là gỗ tự nhiên để có thể là thoải mái cho gia đình khi mà tiếp khách tại đây. Trong không gian này của chúng tôi nhá, phía bên trên này ạ, đây. Lại được thêm một cái sự tinh tế nữa của gia chủ ạ. Quý vị có thể nhìn thấy là ở phía hai bên. Đấy. Thì chúng ta có thiết kế này, cái phần âm tường phía bên trong ạ, là những cái hộc như thế này. Gia đình của chúng ta là có thể một cái nơi để có thể là để sưu tập những cái chai rượu quý của gia đình. Đấy. Nó sẽ thể hiện được một cái sự đẳng cấp của gia chủ rồi. Còn ở giữa thì sẽ là một cái hệ thống cửa sổ. Cửa sổ này thì sẽ có tác dụng là mang lại ánh sáng tự nhiên này, cũng như điều hòa không khí trong gian phòng. Và gia chủ thì cũng rất là tinh tế và khéo léo ạ. Khi mà ở đây thì có thiết kế thêm một cái hệ thống là song nữa. Song này thì được làm bằng chất liệu inox 304 để có thể đảm bảo được cái sự an toàn cho gia đình. Trong không gian và phòng khách của chúng tôi thì khi mà lần đầu tiên là Huyền bước vào ạ, thì cái ấn tượng đầu tiên thì đó chính là một cái bức tranh rất là lớn như này. Bức tranh này thì sẽ được làm bằng đá quý vị nhá. Ở đây thì sẽ là bức tranh sơn thủy này, vừa có tác dụng là trang trí cho toàn bộ không gian phòng khách ạ. Và bên cạnh đó thì nó còn mang một cái ý nghĩa gì về một phong thủy rất là lớn nữa. Đấy, thác nước đổ xuống ạ, đấy, như tiền tài đổ vào vậy. Còn phía đối diện này thì sẽ chính là một cái hệ thống kệ tivi. Kệ tivi này thì sẽ được làm bằng chất liệu là gỗ tự nhiên đồng nhất với lại một cái bộ bàn ghế ở phía bên kia. Ở đây thì cũng sẽ có đục đẽo họa tiết hoa văn trang trí này và rất là nhiều những cái ô như này, hộc tủ chúng ta thì để đồ. Ở phía bên trên thì sẽ là một cái khu vực, đó chính là một cái tivi rất là lớn này để có thể là đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu giải trí cho cả gia đình. Có một cái chi tiết nữa mà Ngọc Huyền muốn quý vị quan tâm ạ, đó là quý vị có thể nhìn trên bên trên phần trần nhé. Phần trần của chúng tôi thì sẽ được sử dụng bằng cái chất liệu thì đó chính là trần thạch cao cùng với lại cái hệ thống đèn led đèn downlight trải dài phía bên trên nữa, vô cùng đẹp đúng không ạ? Và đặc biệt thì gia chủ rất là tinh tế khi mà phía bên trên thì có thiết kế này thêm những cái phần phào chỉ nhẹ nhàng thôi. Đấy. Nó hơi mang một cái chút hơi hướng về mùa tân cổ chẳng hạn, nhưng bên cạnh đó thì nó vẫn là vừa đảm bảo được cái sự trang trọng cho toàn bộ ngôi nhà. Ở giữa thì sẽ có một cái hệ thống quạt trần để có thể là mang lại toàn bộ cái luồng gió mát cho khu vực bên dưới ạ. Nhắc đến bên dưới thì mới nhớ ạ, toàn bộ cái phần sàn này nhá, thì gia chủ chúng tôi thì đã ốp bằng cái chất liệu là gạch granite vân mây. Cái khổ rất là lớn ạ, khổ đây thì sẽ là 75cm x 1,5m. Đây, khổ rất lớn như thế này thì sẽ làm cho không gian phòng khách của chúng ta sẽ trở nên rộng rãi hơn, thoáng mát hơn ạ. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến không gian tiếp theo nhé. Tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng khám phá phòng ngủ đầu tiên của gia đình. Phòng ngủ này thì sẽ có diện tích là 18m2, vô cùng rộng rãi ạ. Ở trong khu vực này thì gia chủ có để một cái hệ thống giường ngủ phía bên này này, hệ thống tủ quần áo ở phía đối diện. Đấy. Còn bên này thì sẽ là cái khu vực làm việc của cả gia đình. Trong không gian phòng ngủ này của chúng tôi thì sẽ có hai hệ thống cửa sổ ở phía hai bên để có thể là cung cấp ánh sáng tự nhiên này, cũng như là điều hòa không khí trong gian phòng. Bước vào không gian này thì cái phần nền lát ấy, gạch lát ấy, thì cũng sẽ được đồng nhất với lại khu vực ngoài kia, khổ vẫn là 75 x 1,5m. Còn đây ạ thì chính là cái khu vực cửa. Cửa này thì sẽ đi thông với cái phần sảnh phía ngoài nhá, mà đầu video Ngọc Huyền có giới thiệu với quý vị đấy ạ. Toàn bộ cửa thông phòng trong căn nhà này thì đều được sử dụng bằng chất liệu là gỗ lim Nam Phi hết ạ. Và ở phía đối diện lại thì chúng ta sẽ có một khu vực, đó chính là nhà vệ sinh chung cho cả tầng 1.
Nhà vệ sinh này thì có diện tích là khoảng tầm 3,3 m². Trong không gian này của chúng tôi này, gia chủ có bố trí này, một bồn vệ sinh này, một lavabo này và một vài tấm sen. Bên trên này thì chúng ta sẽ có thêm một cái hệ thống đèn sưởi nữa. Trên trần thì gia chủ cũng sử dụng một cái hệ thống trần thạch cao kết hợp với một cái đèn rất là lớn như thế này. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có thêm một cái hệ thống quạt hút mùi để có thể là ngăn chặn những cái mùi khó chịu cho không gian này ạ. Tiếp theo thì đó chính là cái khu vực bếp của gia đình. Không gian bếp này sẽ có diện tích là 16 m². Ở đây thì gia chủ có bố trí này, một cái hệ tủ bếp theo hình chữ L. Ở đây thì có bố trí nhá, như là bếp nấu này, bồn rửa này, tủ lạnh này. Với cái thiết kế như thế này ạ, thì chúng ta có thể là tối ưu hóa được việc di chuyển trong không gian bếp này. Sau khi mà gia đình này có thể lấy cái thực phẩm từ phía tủ lạnh này, mang ra đây để có thể là rửa này, sau đó thì mang vào đây để chế biến ạ. Đây là một cái chu trình khép kín ạ, rất là thuận tiện. Và bên cạnh đó thì nó sẽ còn mang một ý nghĩa về phong thủy nữa, tránh cái hiện tượng này lửa này hay nước đối đầu nhau đấy, như thế thì sẽ rất là không tốt ạ. Và trong không gian này của chúng tôi thì gia chủ này có thiết kế này, hệ tủ bếp trên, hệ tủ bếp dưới thì cũng đều được làm bằng cái chất liệu đó chính là gỗ tự nhiên. Mới bước vào căn nhà này thôi quý vị có thấy không ạ, gia chủ là một người mà rất là yêu thích các loại gỗ tự nhiên ạ, nên là hầu như là tất cả cái đồ nội thất trong này thì đều ưu ái loại gỗ tự nhiên hết quý vị ạ. Ở đây thì mặt bàn bếp thì sẽ được sử dụng bằng cái chất liệu đó chính là cái phần đá, sẽ ốp đá như thế này. Thì sau khi mà chúng ta nấu nướng này, hay là chúng ta rửa hay là chặt những cái gì đó đấy, thì nó rất là cứng chắc và dễ dàng này. Và có một cái điều rất đặc biệt ạ, đó là toàn bộ không gian bếp này nhá, thì gia chủ sẽ có thiết kế này, đây, ốp cái phần gạch men ạ, từ phía dưới này lên đến cái phần ở phía trên này đấy. Và khi mà chúng ta ốp không gian này như thế ạ, thì nó sẽ tránh cái hiện tượng là ẩm mốc cho tường này. Và bên cạnh đó thì khi mà chúng ta ăn uống thì nấu ăn gì ạ, thì nó sẽ tránh hiện tượng là bám bên đây nhá, rất là dễ dàng vệ sinh ạ. Còn đây thì chính là khu vực cầu thang để kết nối lên trên tầng 2. Ở cầu thang này thì gia chủ của chúng tôi này có sử dụng đây cái hệ thống cầu thang này, mặt bậc cổ bậc này, được thiết kế với mặt đen cổ trắng này, giúp chúng ta có thể là dễ dàng phân biệt các bậc với nhau, tránh bước hụt vấp ngã. Hệ thống lan can cầu thang ở đây sẽ được sử dụng bằng chất liệu là gỗ lim Nam Phi đó, thì nó sẽ đồng nhất với toàn bộ không gian nội thất trong căn nhà. Và bên cạnh đó thì nó sẽ đảm bảo được sự an toàn cho mọi thành viên khi mà đi trên thang. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta bước lên tầng 2 để khám phá nhé. Quý vị thân mến, và bước lên khu vực tầng 2, ở trên này thì sẽ có bố trí hai hệ thống phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một phòng thờ. Đây thì chính là phòng ngủ đầu tiên ạ. Phòng ngủ đầu tiên trên tầng 2 này thì cũng với diện tích là 18 m², sẽ được thiết kế đồng trục và đồng nhất với lại cái khu vực là phòng ngủ phía bên dưới tầng 1. Trong không gian này của chúng ta thì cũng sẽ có một cái hệ thống giường ngủ như thế này. Đây thì chính là cái khu vực tủ quần áo này. Đấy. Còn đây thì chính là cái nơi để có thể là làm việc, học tập của gia đình. Đấy. Thực khi mà ở trên tầng 2 này ạ, thì quý vị có thể để ý nhá, phía dưới nền phía tầng 2 này ạ, thì gia chủ đã ốp bằng chất liệu đó chính là phần gạch giả gỗ rồi. Và khi mà chúng ta ốp cái phần gạch giả gỗ như này ạ, khi mà bước vào đây thì chúng ta sẽ cảm thấy là cái không gian phòng ngủ chúng ta trở nên ấm cúng hơn. Trong này thì cũng sẽ có thiết kế này, một cái hệ thống cửa sổ rất là thoáng để có thể là lấy ánh sáng tự nhiên cũng điều hòa không khí ạ. Ngay bên cạnh phòng ngủ này thì cũng sẽ là phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này sẽ có diện tích là 16 m², nhưng mà gia chủ có tiết lộ thì hiện tại thì gia chủ có đấy, phòng phía dưới, phòng phía trên rồi, còn phòng này thì gia chủ không ở tới á, cho nên là phòng này thì gia chủ đã biến tấu thành một nhà kho rồi quý vị nhé. Phía bên này thì sẽ là cái khu vực nhà vệ sinh chung cho cả tầng 2. Bên trên này thì gia chủ đã bố trí này cũng đầy đủ này, lavabo, bồn vệ sinh và tấm sen, và có thêm một cái hệ thống máy giặt đây để thuận tiện cho việc giặt phơi. Và không gian tiếp theo thì đó chính là khu vực tâm linh của cả gia đình. Ở đây thì sẽ có diện tích là 15,5 m². Khu vực này thì gia chủ có để này một hệ thống ban thờ được làm bằng chất liệu là gỗ tự nhiên, có đục đẽo tất cả họa tiết hoa văn trang trí để có thể làm cho không gian thờ cúng của chúng ta trở nên trang trọng hơn. Và ban thờ ở đây thì đã được gia chủ của chúng tôi tính toán rất là kỹ, làm sao để hướng ban thờ hướng thẳng phía mặt tiền ngôi nhà này, giúp đón được cái sự tài lộc như là vượng khí. Và phía đối diện này thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống cửa. Cửa trên này thì đã sử dụng bằng chất liệu đó chính là phần nhôm đúc nghệ thuật rồi ạ. Bước ra phía ngoài này thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống ban công rất là lớn. Ở đây thì ban công nhá thì cũng sẽ được sử dụng bằng chất liệu là inox 304 để có thể là đảm bảo được sự an toàn cho mọi thành viên khi mà đứng tại đây. Ở khu vực trên này thì gia chủ cũng rất khéo léo khi bố trí những chậu cây xanh như thế này để cho ngôi nhà của chúng ta trở nên hòa nhập với thiên nhiên hơn. Phía bên trên thì cũng có thêm một cái hệ lam nữa và cũng được sử dụng bằng cái chất liệu là inox 304. Và theo gia chủ tiết lộ thì sau này có thể là treo những cái giỏ hoa ấy, hoặc là có thể là trồng thêm những cây leo nữa để có thể leo trên khu vực này để có thể tạo thành một cái dàn cho mái. Và đó là toàn bộ khu vực tầng 2 ạ. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng bước lên tầng tum để khám phá nhé.
Quý vị thân mến, và bước lên khu vực tầng tum ạ, thì ở trên này gia chủ chúng tôi đã tận dụng này thành một cái nơi để có thể là chứa đồ này. Đấy, một cái nơi rất là thuận tiện đúng không ạ? Ở trong này thì rất là nhiều đồ, phía bên trên gia chủ thì cũng có bắn thêm một cái phần mái tôn nữa. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ từ chờ âm tí. Ok, nào. Lại. Ok. Quý vị thân mến, và bước trên khu vực tầng tum ạ, thì ở đây gia chủ chúng tôi có tận dụng này ngay khu vực này để có thể thành một cái nhà kho để có thể chứa đồ. Phía bên trên gia chủ rất là khéo léo ạ. Khi mà bắn thêm cái phần mái tôn phía bên trên nữa để có thể là che mưa che gió khu vực bên dưới. Còn phía này ạ thì chính là cái khu vực là sân chơi ở phía trước nhà. Đấy. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là xung quanh này gia chủ cũng rất là cẩn thận khi mà có cái hệ thống lan can cũng được làm bằng chất liệu đó chính là inox 304. Từ đây thì có thể là ngắm được nhìn trọn vẹn toàn bộ tầm view phía trước của ngôi nhà. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có thêm một khu vực sân nữa trên tầng tum. Và ở phía bên này ạ thì cũng lại là một cái khu vực sân chơi nữa. Ở trên này thì gia đình của chúng tôi này, ở phía bên này thì tôi có thấy được là gia chủ có trồng một cái cây leo. Cây này hình như là cây mướp đắng thì phải. Đó, để có thể leo phía bên trên này ạ, tạo thành một cái khu vực là để có thể leo lên phía bên trên này, tạo thành sau này ạ thì sẽ tạo thành một cái khu vực rất là mát mẻ phía dưới. Và có thể là sau này nếu mà cái phần dây leo này nó leo hết lên trên bên này á thì tạo thành một cái dàn tre này, gia chủ có thể là để thêm một cái bộ bàn ghế ở đây để chúng ta có thể là ngồi thưởng trà này, đánh cờ này đó, và ngắm nhìn trọn vẹn tầm view của ngôi nhà vào mỗi buổi chiều. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi thì Ngọc Huyền đã giới thiệu với quý vị toàn bộ công trình của gia đình nhà chú Thanh, có địa chỉ tại Gia Lộc, Hải Dương. Và nếu như quý vị nào đã yêu thích các thiết kế của Mark Home hoặc muốn Mark Home thiết kế và thi công chọn gói cho ngôi nhà của mình thì hãy nhanh chóng liên hệ tới các số hotline của chúng tôi để nhận tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.